phức ha. Ừ. Ơi. Mà nên có rửa không vậy? Không. Để ừ. Khi ra quay với chú. Trời ơi. Tôi cảm ơn chú nhiều. Trời ơi. Bán đắt. Trời ơi, nói sao? Nói sao? Chú cho chung con gà chú bán đắt, bán làm giàu luôn. À, chú cho con gà quay hả? Nói vậy vậy kìa, con nghe kìa. Ừ, anh nói chuyện được. Ờ. Ừ. Nó có gì đâu. Ờ. Ừ. Rồi tới cái này tới buổi cơm sáng của Kiệt Nhàn Nhi à. Hộp thịt kìa. Đó, hộp vịt. Hộp vịt ngon kìa, thơm phức ha. Trời ơi. Mình anh có rửa không vậy? Không. Để khét để gì luôn kìa. Anh ăn lên luôn đi. Không ăn thôi. Ừ, không ăn thôi, cái hộp vịt đó mình lọc rồi. Ra mà. Rồi nó dính cơm rồi sao? Không ăn thì thôi. Ừ. Rồi ngồi tao đi ăn phở. Đó. Ngồi tao đi ăn phở. Không ăn mỡ thôi. Hồi đâu đi ăn gà quay hả? Đi ăn gà quay đi chim chim con luôn. Ờ đó là tao à. Ờ rồi, ăn gì? Cô ăn gì? Ăn gà quay. Ăn gà quay ở đâu? Chợ ở vườn mà chợ. Chợ hả? Chợ ông Ngữ á nè. Chú cho con gà gà quay với chú. Trời ơi. Tôi cảm ơn chú nhiều. Trời ơi. Bán đắt. Trời ơi, nói sao? Nói sao? Chú cho chung con gà chú bán đắt, bán làm giàu luôn. À, chú cho con gà quay hả? Rồi cho con là bán đắt làm giàu luôn. Trời ơi. Trời, cái điện thoại này nó rung dữ vậy đó hả? Qua trời. Tôi nghe thử thôi, cho dần điện ông hầu tiếng không được điện cho ông đó. Rồi con. Quen. Sợ tại sinh số rồi sao? Bữa cơm anh ăn gì? Con cá tô đó. Gì? Cái tô đó ngọt à. Cái thau của em đi xin đó, có cái đó. Mà còn bị ổng làm, ổng làm bể cái thau cái đó rồi đó. Chứ mà nhà còn có cái muỗng à. Trời ơi, biết là không có cái gì chứ hả? Không, bị thằng ấy nó trên nó xuống, nó buồn, nó lại xuống đẩy đi đường quyền à. Nó đi đường quyền với đồ của em à. Kiệt lo không dịch nè. Mà nó không nít mà mình nói cái gì vậy giờ. Quýnh thì không dám quýnh. Ăn chân ba học luôn hả vậy hả Kiệt? Ừ. Rồi không chừa giả luôn hả? Nói chơi mà. Trời ơi, em kể sự tích cho anh nghe. Ổng ăn mà tính cộng đồng mạng mà nói mà em nhiều lúc em binh ổng thì cô em nhìn lại cái hôm qua cái em suy nghĩ lại. Vậy là mình binh chồng mình sai rồi. Hôm qua ổng quất một cái còn hơn cái máng heo nữa. Chết mẹ. Đồ ăn ha một hơn luôn. Em nói trời là trời ông sợ tôi với cha với mẹ với ăn hết đồ ăn hay gì mà ông quất dữ vậy? Trời vô vậy nè. Nói hàng chi cộng đồng mạng nói đúng quá trời rồi, tôi suy nghĩ là tôi bên ông là tôi sai. Đúng rồi, tao nói đúng chứ, có nói sai đâu mà mình suy nghĩ lại cái đồng mà đúng là quá chính xác rồi. Tôi nói trời ơi, ông ăn từ từ đi, không có dành ăn hết đâu. Kiệt quá. Kiệt, hết à. Kiệt bới cơm với vợ nghe, bây giờ nhà của Kiệt ăn nầu với ăn hao không à. Chứ không có, rồi chứ không có chén mà không có tô luôn nữa. Không biết bó tay chuẩn bị ăn cắp cái máng heo về cho ăn nhà này à. Không thể tưởng tượng nổi là như giờ Kiệt ăn máng heo rồi. Chuẩn bị ăn cắp cái máng heo về. Gạo nấu cơm trắng quá ha. Thơm. Gạo đó cũng được Mạnh Thường Quân cho đó. Gạo này ngon nè. Dạ. Ừ. Gạo đó cũng được Mạnh Thường Quân cho đó, cho gạo ngon đó. Thì sao ấy bà học rồi lời sao em ăn chia ra ăn ngừ phân nữa. Tại ra nhường dạ ăn hết trơn mà học em ăn gì? Mà tưởng em heo đó. Dặn rồi. Heo. Heo, cái con gì kìa mẹ ơi. Đâu? Bé. Anh ơi con. Con gì đó? Con cóc. Không phải. Con cóc. Anh Hương. Anh Hương, bơi. Ờ, có một con à. Phải được nhiều. Ừ, không có muốn ăn nữa hả? Dạ. Bây giờ bới vô đậy đó đi rồi em vừa ăn vừa đút vợ luôn, hai người ăn chung luôn rồi. Ông đút em lần em nói chuyện có được đâu. Không được. Ông đút còn ổng thôi sao em nhai. Ông múc ít thôi bây giờ đút lại. À, ấy đi kịp. Bế vô. Không có thổi đâu, để nấu phòng nhỏ em đó. Mày bị bát không? Ừ, bị bây giờ bới chung vô đó đó, rồi hai chồng ăn luôn à. Đúng rồi. Ừ, gì đó. Rồi chan nước tương nước mắm vậy. Rồi chan nước tương nước mắm gì rồi cái em ăn muỗng vợ em ăn muỗng rồi vậy chứ không có muỗng sao giờ. Xịt nước tương vô anh ơi. Rồi. Cái cá qua kho tao tay rồi. Em biết anh. Đây. Trên nóc kìa. Má xíu rồi tố ăn rồi đó. Không chữ. Đâu luôn.
không có chữ, không có chữ ở đây, không có chữ ơi. Không có chỉ phải thì cô ơi băm rồi con lúc rồi chưa nãy coi rồi nãy mà phải không thấy à gì kệ có hồi nãy đem một bạc nữa điếm 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 ngồi kia tao ngồi kia là nào ngồi qua tôi coi đó cho em biết có nhiều đó đó ừ đúng rồi nè kìa kìa chứ bọn anh con nó cũng ăn thử hết rồi mà còn hôm qua ba hai mẹ con mình chứ cha ăn gì ta cá này cái gì kiệt cái gô hả cái gô của nào cái chơi đâu cái chơi trên nồi đó cái trên trên đó ăn hết rồi nói gì vậy không hết rồi hết không kè cái nồi trên đó kìa đúng rồi không cái chơi trên ở trên kìa kìa trong nồi kìa cái gì con ngon ha cái chơi con đó là hôm qua em bắt đó cái gì qua kho ngồi ăn hết trơn dạ chứ không phải ông hả bây giờ tôi có thấy con cá chê nào đâu qua tôi ăn cá rô của tôi không á có hai vợ chồng mà chén cũng không có ăn rồi tô cũng không có rồi muỗng không có luôn cho hàng đó nữa đó anh chịu đi thua luôn mở miệng ra gì cũng tiền tiền gặp như tôi mạnh thường quân mà tôi nghe mở từ miệng tiền đó tôi cũng không thèm người ta điếc hả vậy chứ xin chịu làm vậy rồi chấm điếc nè rồi ngồi kế đó đi rồi cho mày chửi mẹ rồi cái đôi tay điếc mày vậy nói nghe vậy kia con nghe kia phải rồi lỗ tai điếc là cũng cho anh ba ăn ca đó chứ có ăn em nấu ăn đâu thì dạ cảm ơn nó mặn chát á nó mặn chát coi lại chứ trời mặn không rồi đút cho vợ đi thôi tụi ăn ngon nè vậy đút cho em nói chuyện có được không mà mình không nhìn nè kè anh nói chuyện được nó có gì đâu thì em cũng muốn họng thôi chứ có gì đâu rồi, từ từ bây giờ hột vịt coi như là em đút miếng rồi em ăn đi rồi bắt đầu tới vợ chứ đút sòng sòng sao được gì đó bây giờ mình không có muỗng được thì mình ăn gì đó vợ chồng không vợ chồng có nhau thấy vui không bán ăn người ta ăn xài rồi bạn cũng ăn xài luôn đi bạn trường đây mua số chúng đổ tùm lum rồi không đợi con trai nó tay em đau mà món ăn rượu nó đau hôm qua bà tám mới đưa cho em có một tấm em giấy nó ra mũ trong đây rồi nó ra có nó đỡ đỡ rồi đó chứ mấy bữa lại nó chuyện không có nghe gì nữa bà thằng kia em đi lấy cái tay đó còn tự đâu phải đâu uống ghê luôn trời hôm qua hái ngon xèo quá trên giường bữa nay con nè bữa nay cho người ta, người ta không lấy ta nói cho tao về mà không tao lựa lại tao mệt tao lựa cái nào non người ta hái già hái chi đâu có tại hôm qua anh non lắm chứ đừng tại vì nó úa rồi nè với hồi hôm qua em nghe người ta nói anh ta xịt thuốc sâu đó cái em phải ngâm lại cái chút rất là gà được ăn cá rô hai chồng kiên tâm nhé
Thấy gầu quá gầu thiệt chứ. Chút nữa anh ra anh mua 40 chén vài cái muỗng cho. Cái hết ham thiệt. Hết ham. Thấy hết ham luôn. Thiệt nhiều lúc mất cỡ. Thứ hai vợ chồng mà chén cũng không có mà ăn. Rồi tô cũng không có luôn. Ở chảnh nên cái đứa nhỏ chảnh á, em nói anh nghe nó nặng em cũng dám nói nữa, sợ người ta hiểu lầm, ta em ghét con người ta. Vậy hả? Dạ, bởi vì nó thinh rồi. Cái bữa đó bức xúc quá em mới lên em mét luôn. Cái người ta hỏi xong nó đánh á, tôi nói tờ tờ la lớn, tôi cũng dám la lớn. Tôi sợ hiểu lầm tôi, nói tôi là mày ghét con ta gì mà mày làm mày chửi nó, mày la nó hoài vậy. Giờ tôi nói thật, nhà tôi giờ không còn cái chén ăn cơm. Có cái tô mà hai vợ chồng đứa ăn trước đứa ăn sau đó. Con ơi. Có kẹt. Rồi xả nước xuống uống. Lóng chưa trời. Nước mới múc dưới sông chưa có lóng chờ uống rồi kẹt. Ông đại này có chắc tay rồi. Uống nó mát hả? Mát. Rồi làm cái lon đó cái đổ vô uống luôn. Rồi. Mát ha. Ủa tưới cây cũng ngửa rồi sao? Anh đi đường đó anh thấy chân không? Tưới chỗ này với nước nhẹp nó đén. Nước nhẹp á. Sao không phát bên cái bụi cỏ bẩn kìa rồi nó trồng cây bẩn. Bó tay kẹt. Rồi thua. Khô luôn. Ngon vậy. Có bữa không có gì ăn á chăng. Sao không mày mẹ chồng ăn cơm? Hử? Tôi dùng không cơm nè. Múc sẵn nước rồi cho uống luôn không? Chúa mà. Như con chúa thì mới uống nước. À. Tôi dùng. Không ăn cơm. Có cơm ăn đi. Con gái mới về nhà chồng. Mắc bới hay gì? Con gái mới về ha. Con gái mới về nhà chồng. Kêu mà mẹ mời mẹ chồng ở đây này ngồi đút cho ăn luôn. Ừ. Qua đây ngồi ăn cơm cho chung nè, đút cho mẹ chồng luôn. Có trứng nè. Ừ. À, trứng cá nè. Qua đây nè cô Dung. Có trứng cô. Cá nè. Bà lấy trứng cá ngon, trứng cá nè. Không. Qua đây đút trong miếng. Thôi qua đây nè cục cưng. Qua đây hả? Mà cục vàng cục vàng, tưng có đi hiểu ơi. Không ăn. Trời ơi, ngồi cháu mẩy kìa. Ngồi cái giò cháu mẩy kìa đã không? Tướng cô Dung ngồi sang ghê ta. Không đâu mình ngồi mình thọc hang. Rồi thọc cây vô chấm em đó ha. Có gô lư chấm chưa? Qua bắt ở đâu? Trên đó ha. Cái mừng á. Bả thì bả thấy nước gì bả tát. Bả cho bả tát một rồi ha ha. Mình nước thôi. Cái gì vậy? Ủa đi đóng hài à? Đi hát ở đâu vậy? Gì vậy? Đi đâu? Được rồi sao ơi, em phơi nắng rồi sao ơi? Coi thôi, hồi nhỏ hạnh cày được. Cày tơi á. Nó là cày sữa. Cày hấp tùi tôm. Ăn hết cái nồi đó không Nhi? Nhóc hết trơn. Còn nhóc hết trơn. Sao mà ăn cơm mà cái môi chè dữ thằng á? Lúc cũng muốn vô. Em nghèo chứ em quen rồi, ăn cái gì cũng phải có canh á. Bởi vì thường thường anh vô rồi toàn thấy nấu canh dưới ăn đầu xào rồi ha. Mà thường thường thấy có canh nhiều. Giàu nhóc trơn. Không có, không phải là tại cái khẩu vị mỗi người khác nhau. Người thích ăn khô, người phải ăn thích có ăn canh, có người canh thì không thích ăn canh, ăn đồ xào. Cô Dung thích ăn gì cô Dung? Cái gì cũng đúng. Miễn có là ăn hả? Canh. Canh ha. Thì chút nữa cô lấy ra này luộc. Em làm luôn. Cái ba không biết làm không? Con dâu mới về nhà chồng à? Không rồi cái ca của em đâu không múc một chơi cái này trời. Mát không gì?
Nhi bây giờ không mấy, Nhi với Kiệt qua nhà, ở nhà cô Tư đi. Biết không? Hả? Cô Tư đi đấy hả? Ừ. Hiểu không? Bà thật khỏe thôi. Hai đứa qua bánh ở đi làm con nuôi đi. Bánh có nhà cửa luôn, ở luôn. Thôi. Không chịu ha. Không phải không chịu, sợ nhiều lúc còn lại bắt hiếu. Được cá gì đâu bắt hồi nào đâu, những nó muối rồi hay vậy? Em muối rồi hả? Muối rồi hả? Ừ, bà lấy cái chảo cái kia nó coi đâu. Ở trên luôn hả? Ừ, nó đặt không á. Bà lấy cái đó chút xíu luôn, cho nó liếm này ăn hết không rồi hả? Biết rồi, cái đó là chuyện cho bà ăn đó. Này dâu này chắc dâu chua quá. Dâu chua hả Nhi? Trời. Cái đó rồi, cái gỗ cá rồi. Để nguyên gì đó thôi chứ không mặn quá bụng vậy hả? Cái đó là chiên da thôi, chiên giòn đó mà. Em mà coi muối quá, muối trắng em quá, em tẩy vô luôn rồi. Em rướn muối em mướp rồi em tẩy luôn rồi. Trời ơi, không có bụng không gì hết. Cái bằng gô non đâu có gì đâu anh. Cái thằng nó cuộn sạch nữa. Đâu có người nào ở đó đâu mà mình nói nó có cái này dơ. Rồi, Kiệt tính chế biến gì Kiệt? Chiên quá. Chiên lại anh. Chiên lại nó ngon hơn anh ơi. Bắt thuốc đi kìa. Bắt đi chạy. Không ở dưới mà kìa không bắt gì cả. Bè lên là bè lên đi bắt đi cha. Giò thẳng ra đâu. Nó cho cành đấy. Nó cành ha. Hả? À, lấy cái đó có cành hả? Cá bự đâu? Mày biết. Rồi mới ăn cơm mình nấu canh gì nữa? Canh cho mẹ chồng ăn. À, mớp nè, mớp nấu với cá. Mớp hả? Đưa đây em làm cho. Khỏi rồi, rồi. Anh làm được hả? Rồi lấy coi Kiệt nấu món mớp nấu canh sao nè. Rồi thôi thì tạm dừng cái video đi đi. Để coi Kiệt nấu cái món này món gì cả nhà. Cả nhà đừng nhớ đón theo dõi clip tiếp theo của Tiến nha.